Về mặt sợ hãi của cháu tôi. Cô cho nó quay chỗ bên kia. Quay con vịt nhé. Cô cho nó quay chỗ bên kia. Đây. Chỗ vừa nãy mình ném đá đấy. Bây giờ mình đi mò đá. Đá nãy mình ném này. Quay sang bên này. Cô cho thích sang bên này hay sang bên kia? Bên kia xa lắm mà sâu. Ừ. Quay sang bên đây đấy. Lại sang bên đây làm gì? Ô, thế bây giờ sang bên đây á? Nằm sợ. Nằm không nghe 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 Làm sao để dừng được đấy? Máy tính mình nó bé lắm. Mình chưa được đi thuyền này. Thế lần này là đầu tiên đúng không? Để tay vào đùi cô Duyên, giữ lấy đùi cô Duyên. Lần này là đầu tiên đi thuyền đúng không? Đúng. Sướng không? Thích không? Lần đầu tiên luôn đi nhé. Lần đầu tiên đi thuyền có thích không? Có. Lần sau có đi nữa không? Lần sau có xuống nhà cậu anh nhưng mà đi. Thế Tết xuống có đi nữa không? Có. Thế Tết có cho cô Duyên đi không? Có. Thì cô Duyên có biết nhà bà ngoại không? Không. Hay cậu anh lên đón cô Duyên? Cậu anh lên đón. Mệt quá. Cậu anh nào đi, đang thích về nhà. Thế mà bảo thích đi thuyền. Anh. Thế mà bảo thích đi thuyền. Không đi thuyền một lần này, xong rồi cuối năm đi. Cuối năm đi tiếp à? Vâng. Thế đi cho hết ngày hôm nay, chốc nó về. Chốc nó mình về. Các bạn nhớ như kiểu sáu đi nhé. Ừ. Ôi, chân kia xa thế. Xuống dốc à? Xuống dốc. Hả? Ừ. Chân kia xa thế nhỉ? Ôi, cái cửa tôi chưa. Cố về được đấy. Ấy, quay đi đâu á? Quay sang bờ. Tạo dáng điệu đi. Tạo dáng điệu. Không không không. Cậu anh làm bơi đi, đặt cái thuyền bơi đi. Không. Không chụp ảnh cậu không làm nữa. Đây sang đây. Không. Cậu bé. Thằng này sợ chết thế nhỉ. Cô Duyên sang bên kia. Bên kia không trở về. Để cô Duyên sang bên kia chụp ảnh đi. Hỏi. Cậu anh chơi ô tô điều khiển. Không, chơi cả hai cơ. Hỏi. Không ta chơi thì làm sao mà cậu trở về được. Nó anh chơi ô tô to với ô tô con nhé. Chơi tốt mà. Không phải rụi đuôi. Chơi cả ô tô to mà chở ô tô nhỏ đấy á. Ừ. Không nhờ. Chơi mà. Chơi một tí thôi sao cậu trả vậy. Nhá. Không thế thì không ta về ra đâu. Đi trời sắp tối rồi con. Thì cô Duyên nhỉ? Ừ. Trời sắp tối rồi mình về thế nào được? Không mới có không trở về được đâu. Cậu anh chỉ đi ở đâu được thôi. Vào đây thôi. Vào đây ngủ á? Ừ. Không. Vào cái
Hả? Ba con cò nào? Thôi. Năm sơ vào đói lắm. Ở trong này có gì không? Hả? Có con gì? Chim. Con dê nó hiền lắm nhé. Thép. Hả? Thép. Hả? Ai bảo con dê hiền? Con dê nó không cắn ai. Có cắn đấy. Thằng nào không cho chơi ô tô là thằng bị cắn đấy. Núi ở đâu đấy? Núi Cồn Đốc. Núi Cồn Đốc. Núi của nhà bà ngoại. Hả? Núi của nhà bà ngoại. Núi của nước. Núi của nước à? Nó ở gần nước. Các anh không đi vào kia đi ra đây. Của anh nãy giờ vừa là đi ra đây đi. Cậu anh lúc nhắm giữa cái này nhé. Nhắm cái gì? Nhắm đá giữa cái này nhé. Điều. Nhắm giữa cái nước á. Cận bên kia kìa. Đâu? Ê, cỏ bay rồi. Hang của nó ghê ghê nhỉ, con dê nhỉ? Để nó chưa sắp thôi. Quảnh giữa thuyền. Đến nơi à? Ừ. Tự nhiên tối um. Quay xong cô đưa ảnh nhá. Sẽ quay phim cho cậu anh đi rồi về xem lại sao. Không quay, không cho vào đâu. Cô lên xem nó bật lên chợ. Nam quay cậu anh đi. Xem nó quay chưa? Nhìn có vẻ chưa quay đâu. Đi theo cô lên chợ.